là không định được fan đâu nha rồi. Dạ đúng rồi. Với những được fan thì nào trong những cháu là bây giờ bên này đang tập trung nhiều nhất. Vì có rất là nhiều dấu hỏi cũng như sự hoài nghi thì cái vai trò mới này của bên này nên là chắc chắn là sẽ dành hết toàn bộ tâm sức của mình cho cái vai trò này. Nên là chắc là mọi người sẽ phải đợi một ít thời gian sau khi mà vai trò nó được hoàn thành thì mình mới có thể tiếp tục những cái dự án như là ống kiên hay là cho mắt sản phẩm mới. Có nghĩa là bây giờ trong thời điểm hiện tại thì bên Hàng sẽ tập trung nhiều cho được fan. Bởi vì như các bạn đã biết, Hàng là một cô gái rất được cái nhãn hàng yêu chuộng. Và tôi nghĩ rằng lúc mà khi mà được công bố thì tôi nghĩ là không ai xứng đáng hơn Hàng. Bởi vì như các bạn thấy, chúng ta có rất nhiều ca sĩ, rất nhiều người mẫu, rất nhiều diễn viên. Nhưng với Hàng thì luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các nhãn hàng. Và điều đó không phải ngẫu nhiên mà Vivo đã chọn Hàng cho đại diện nhãn hàng của mình. Cảm ơn Vivo đã tin tưởng và ủng hộ Hàng. Xin cảm ơn anh, cảm ơn các bạn. Và dĩ nhiên đó là cái sự lựa chọn của các ngân hàng, họ có những lý do của riêng họ. Và Hằng bây giờ Hằng cũng khẳng định điều đó một lần nữa là tôi xứng đáng hơn ngày hết, đúng không? Không có sợ, đúng không? Không có sợ. Không sợ, nhưng mà mình cũng không được quá dương hẳn. Đó là một trong những cái danh ngôn và sống của Hằng. Hằng có nghĩa là mình phải luôn cố gắng thật tốt, mình phải luôn tự tin mình là người giỏi, nhưng không được quá tự mãn với những gì mình đang có. Đây là một trong những cái mà mình đang tiên quyết không bao giờ được tự mãn. Và một khi mình cảm thấy mình đã quá đủ đầy rồi thì mình sẽ không còn có nguyện vọng, có ước mơ và tham vọng để có thể làm được những điều to lớn hơn. Và bây giờ, tại sao mọi người lại hỏi Hằng đã có quá nhiều thứ rồi nhưng vẫn muốn ngồi vào một vị trí vô cùng nóng và vô cùng nhạy cảm để tất cả mọi người đều phải lời ra tiếng vào? Và tại sao Hằng phải làm điều đó? Và tại sao thì mọi người sẽ biết câu trả lời trong tương lai. Ok. Chúng ta ngâm ra là hãy để đây. Đúng không? Chuyện hay sẽ còn ở phía sau. Ngẫm nghĩ lại là tính ra đến đây là mình làm nghề bao nhiêu năm rồi nhỉ? Dạ, hơn 10 năm ạ. Hơn 10 năm. Trong 10 năm vừa qua, hơn 10 năm vừa qua, có gì em đi giúp mà em chưa đạt được, đến đây vẫn còn đi giúp. Cái gì vậy? Tôi đang hỏi về nghề mà đi giúp. Bà thích câu hỏi cho nghe. Chồng hả? Chồng thì... Anh là đâu? Cái gì? Ai đồng hành với chồng? Có chưa? Rồi tôi hỏi luôn nha. Bây giờ khương ra có bụi gì chứ nhận chết luôn. Đâu? Em gái áo đỏ đâu? Em nào đâu? Bây giờ anh cho em một cơ hội để em hỏi Hằng một câu thật lòng. Em hỏi đi, rồi Hằng sẽ trả lời thật lòng, hứa với nhau nhé. Hằng sẽ trả lời thật lòng. Em luôn nói thật, không bao giờ nói dối. Anh tin em. Em tin gì? Dạ. Anh đứng dậy, bây giờ đi. Em tin gì? Cái gì vậy? Rồi em tin gì? Dạ, em tin Mỹ. Tôi hỏi em tin gì? Con tên Mỹ. Anh không phải tên Thoa. Rồi, câu hỏi của Mỹ dành cho Hằng, thật lòng. Dạ, cô ơi, bao giờ cô lấy chồng ạ? Cái này hỏi bên Phương, hỏi bên Hằng lắm. Đúng rồi, không có hỏi đúng lắm. Nó khó quá đúng không em? Khó lắm. Cái chuyện đó trong tương lai thì nó khó lắm. Mà hiện tại có điều gì hả? Anh có hiểu rồi. Xíu, cái câu này hay. Phải lường trước. Người yêu của em đúng là khán giả đúng không? Đúng, không, anh nói thật, em là có hiểu rồi. Các bạn tin không? Các bạn tin không? Tin không? Người ta không tin xem có chồng rồi. Là sao? Là có nghĩa các bạn tin không? Tin là vô tay, tin là vô tay. Nghe sách này mà không có bồ hả? Nghe sách này mà không có người yêu. Không, đôi khi người ta nói là lắm mối tối làm không đó. Thì ai cũng nghĩ là em có bồ thì người ta không tìm hiểu nữa. Anh à, anh bậy lắm nha, em chưa có lấy chồng nên là em có bồ em cũng làm không hả? À vậy hả? Ừ, đâu phải nghe anh đâu. Anh có lỗi. Rồi, tóm lại là bây giờ Hằng có người để ý trong thời điểm hiện tại. Nhiều. Nhiều. Ừ. Chúng ta có thể kể qua nhà lấy không? Hả? Chi vậy? Thì mình lỡ mình... Các bạn muốn hỏi thêm không? Hay là chúng ta chấm dứt cái chuyện tình cảm từ đây? Chấm dứt! Rồi, chấm dứt! Rồi, chấm dứt!
cảm nhận chúng ta cứ lắp lắm gì đi cho người ta hiểu sao hiểu. Chia tay sớm bắt đầu khổ. Đúng, chia tay sớm gì? Hả? Thì hôm nay là chấp nhận chuyện này á. À, ok. Để mọi người bắt đầu khổ. Đúng, để mọi người bắt đầu khổ. Chúng ta không cần nói về đông con, tới đây chúng ta làm hút phía này được rồi. Rồi, đó là tôi vui, tôi có chút sơ một chuyện tình cảm. Tuy nhiên tình cảm, cái tình yêu lớn nhất của Hằng bây giờ vẫn là các em. Bởi vì các em luôn đồng hành với các Hằng trong từng cây số. Có những gương mặt mà luôn gặp, phải nói là cách đây nhiều năm rồi. Rồi bây giờ thì không biết là mọi người có muốn hỏi hay là bây giờ mình hát luôn nha hay sao? Hát hay là hỏi? Hát nha. Hát đi, hát đi. Sao mình trao đổi tiếp. Ok. Bài hát. Ok. Và hát thì chắc chắn là một ca khúc mà mình Hằng rất là thích, thực sự rất rất là yêu thích mà mới vừa ra mắt trong thời gian gần đây thôi. Nhưng mà vô cùng ấm. Không biết là mọi người có ra trong thời điểm mà World Cup rất là nhiều gì nên là rất là muốn là ngày hôm nay như dịp này để hát cho tất cả khán giả nghe cũng như là tất cả mọi người cùng nghe với ca khúc thơ mới của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, đó là ca khúc Em Xưa.